Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony Vlog của mình nha. Hiện tại là ba anh em mình đang trên đường tới Sài Gòn để mà giúp anh Quang dọn trọ. Thì anh có thể chia sẻ là tại sao tối nay anh phải đi lên Sài Gòn dọn trọ mà không để vào ngày mai hả? Thì như các bạn cũng biết rồi đó, là hồi trước mình đi học với lại làm việc ở trên Sài Gòn, mới về quê về phiên khoảng năm nay thôi. Nhưng mà bỏ phòng trọ chảnh tháng nào cũng đóng tiền hết trơn, thôi dọn về cho rồi. Như là mày có thể chia sẻ mỗi tháng mày đóng bao nhiêu tiền trọ không hả? Một tháng là 2 triệu, như lại 25 ngàn tiền gác nữa là 2 triệu 025 ngàn. Mày không ở mà cũng đóng tiền gác. Thì đúng rồi, người ta kêu đóng mình phải đóng chứ sao mày. Trời ơi, cái thằng này nó hiền dữ trời. Với lại tranh thủ lúc lắng dịch nè, ai cũng tiêm 2 mũi hết rồi. Có thời gian thì lên dọn trọ, chứ mai mốt biết đâu cái chủng mới nó về Việt Nam là coi như mình không có đi được đó. Với lại bình thường mấy anh em mình cũng bận nữa các bạn ơi, không có thời gian. Sẵn cỡ này lắng lắng thôi lên dọn cho rồi. Rồi thôi bây giờ thì sẵn lên có dịp lên Sài Gòn mình sẽ review cái căn phòng của anh Quang ở 7 năm nay cho mọi người xem nha. Có cơ hội để tao coi cái phòng trọ mày dơ cỡ nào nghe. Nó không phải như mày, nó không phải như mày. Nó sạch dữ lắm. Có mày dơ đó. Mày là cái thằng ở dơ nhất trong cái team này đó. Mày khai quật cái chuyện đó ra chi vậy? 2 hours later. Hiện tại là ba anh em mình mướn khách sạn vô đây ở luôn. Sáng ngày mai đi qua dọn trọ được, chứ giờ nhà trọ của Quang khóa cửa luôn rồi các bạn. Do tụi mình tới Sài Gòn trễ quá cho nên đâu có mở cửa vô được đâu. Hiện tại giờ là 2 giờ khuya luôn rồi đó. Ủa? Chị tắm, xong rồi. Lạnh quá. Lạnh gì? Có gì đâu lạnh. Ê, cho tao ngủ chung với mày nha. Sao vậy? Cái gói này để tối tao làm có ôm tao ngủ luôn rồi nè. Trời ơi. Thôi, tao ngủ khỏi gói cũng được đó. Không sao đâu. Lạnh quá. Không được. Tại vì ban ngày mình làm việc mình áp lực hết các bạn. Tối ngủ hay nằm mơ thấy ma thấy quỷ lắm. Biết. Tao động tay động chân biết tao đạp mày giang xuống giường rồi sao? Sao mày làm tao hoang mang quá vậy Vinh? Anh Quang, đi chung với. Đi Quang, đi Quang Vinh liền cho tao. Thôi mà, đi Quang chung đi. Mày làm có tao ghê quá. Có gì sáng mai á, dọn trọ giùm cho. Cũng nhiệt tình mày luôn. Dẻo thì ghê quá chứ ơi. Đi mà. Mày. Mày nằm xa xa tao ra nha. Mày nằm xa tao ra. Trời ơi, ghê. Ghê quá. Rồi thôi, ngủ đi mày. Rồi mở cửa ra đi mày. Đó. Đi vô tham quan cái phòng của ông Quang coi. Đó chị, phòng của nó đó. Mày thấy gọn gàng nóng lạnh không? Cái phòng thấy như cái ổ chuột vậy đó trời. Trời ơi, nó vừa rồi. Cái kệ này tao thấy có ảnh thờ nữa nè. Google nữa, bộ mày quay vlog nữa hả? Cái này hồi đó tao quay camera hành trình chơi. Để đi xe phải không? Đây là review. Hả? Đôi giày anh em còn xài không vậy? Đôi giày hiệu đó. Cái này đôi giày hiệu nè. Hiệu luôn hả? Bộ mới đó nha. Trời ơi, mày mang được mấy lần rồi? Nay chừng chắc chừng 2 lần à. Chí vô kẹo luôn rồi. Rồi cái hồ cá. Ủa, cá của mày đợt trước đâu mất tiêu trơn rồi? Thì năm nay không cho ăn thì chết hết rồi chứ làm sao. Thằng ơi, từ đợt dịch về tới giờ chết mất xác luôn hả? Khô nước luôn trời. Cây chết luôn. Cây khô héo luôn rồi nè mọi người. Bốc hơi hết rồi. Ê, rồi cái ghế này mày tính đem về hay mày để ở đây vậy? Đem về làm việc luôn. Đem về hết, không có chừa gì đây hết. Rồi đây review cho mọi người coi nha. Nó sống cũng khá là đầy đủ tiện nghi nha mọi người. Có tủ lạnh nè, rồi có máy giặt luôn nha. Thợ vợ hiện đại lắm. Ôi cái bếp ga mày coi kìa. Có cái sofa nè. Rồi đây là cái nhà tắm nè mọi người. Đó, nhà vệ sinh đó, nhỏ xíu mà nha. Chứ không thể nào so với nhà vệ sinh ở phòng mình được. Phòng trọ mà. Nhỏ xíu à. Rồi đây là lên lầu. Đây là cái thang. Để tao lên lầu cái. Mày leo lên lầu đây. Ví dụ như mình sống tập thể á, một người ở trên, một người ở dưới. Cái người ở trên là phải mỗi lần lên trên phải leo cầu thang vậy đó. Ba anh em sẽ gom tất cả đồ nó để vào trong 5 hoặc 6 cái thùng giấy này nè các bạn. Thùng giấy này là không để quạt để máy lạnh được nha. Quạt với máy lạnh là mình để riêng. Còn mấy thùng là để quần áo với dụng cụ quay phim này kia cái nọ của nó thôi. Thằng Quang này ở có một mình nè, mà đồ nhiều còn hơn là 4 đứa gái nữa trời. Thiệt kinh. Ba ký đèn rồi.
Rồi. Quá tà nhiều đồ đi. Mỗi lần dọn trọ, mỗi lần ngán các bạn. Nè. Đó, tủ lạnh, máy giặt. Đủ thứ hết rồi. Quạt gió. Đó. Cái này là gì vậy? Bỏ. Bỏ không? Ừ. Bỏ đi. Đây. Em dùng luôn đi. Đó, cả ngày hôm nay ba anh em mình đã dọn xong căn phòng của ông Quang rồi đây, cho mọi người nhìn nè. Đó, bao nhiêu cái vali, bao nhiêu thùng giấy để quần áo, rồi PC, máy quay phim với mấy cái dụng cụ thiết bị của nó nữa các bạn. Tùm lum hết luôn, đây nữa nè. 1, 2, 3 bếp ga đủ thứ hết. Tối nay 2 giờ xe tải mới tới, cho nên tụi mình phải đợi tới giờ đó. Đúng rồi, phải tới 2 giờ khuya xe tải mới có một chuyến đi về Đồng Tháp. Thì khi đó ba anh em mình mới có dịp là rinh đồ đem anh xe đi về thôi. Rồi, còn bây giờ ăn đi. Ăn gì? Ăn gì chứ? Ăn buffet đi. Rồi ok, tao mời 2 bầy luôn. Rồi đi ăn buffet luôn. Được quá chứ.